said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you, crazy about you. Chào anh. Chào em. Bị vậy lâu chưa? Anh là một vị hoàng tử đến từ một đất nước cổ đại mà. Wow. Đứng gần nha, em thấy cặp mắt thôi, cái sống mũi thôi, đẹp không thể tả. Em là người đầu tiên quay lại và em đã muốn chơi lớn luôn, chấp nhận rủi ro mà em thấy rủi ro thiệt. Lúc em quay lại em giật mình, thấy bộ đồ trắng trơn, trời ơi, sợ muốn chết luôn. Cho em nghĩ là cái sự chơi lớn của em sẽ gây một chút ấn tượng với anh để anh về kết bạn với em. À, đây Quỳnh Châu. Em nghĩ rằng là anh rất hiểu ý em. Tại vì sao? Tại vì đầu chương trình em nói là em không quan trọng ngoại hình nên anh quấn hết luôn. Anh ơi, anh nhìn đường có khó không anh? Nhìn nó cũng hơi khó, tại vì nó chỉ hở có một con mắt thôi. Anh có thể hé hé tí lên cho em xem mắt được. Mắt sâu, mắt rất sâu, thời gian có hạn thôi. Bây giờ đã đến lúc bạn sẽ đưa lại sự chọn lựa của mình. Bạn sẽ quyết định về đội của khách mời nào ạ? Chắc là sẽ về đội của Quỳnh Châu. Tôi là Huy Hùng, hiện tại tôi đang là MC. Tôi được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê bên cạnh dòng sông bến nước Con Đỏ. Có thể nói con người của tôi trước đây quê mùa cộc mệch lắm. Thế là sáng thì chưa là mọi người là nhắn tin là gọi điện là hỏi rất là nhiều. Nghe không hiểu, nghe không hiểu. Không ngờ qua tôi thì rất là thật thà và chất phác. Quen em là với ruộng đồng, suốt ngày bón mạt cho đất, bón lưng cho trời. Anh đang thể hiện là cái tài là nói được 3 tiếng. Cuộc sống cứ như vậy cho đến năm 2016. Anh nói tiếng khác nè. Tôi đã rời quê hương vào tới Sài Gòn. Thì tôi nói chuyện với rất là nhiều người, ai cũng nghe hết, nhưng rất là ít người hiểu. Nên nói chuyện mà người không có nghe được. Vì vậy đã tạo cho tôi một cái động lực để thay đổi về giọng nói. Và sau một thời gian miệt mài để khổ luyện về giọng nói, để rồi bây giờ giọng nói của tôi đã được đánh giá là ấm áp hơn, truyền cảm hơn. Bốn cô gái xinh đẹp, ai muốn cùng với tôi để cùng chia sẻ về giọng nói và để sở hữu cho mình một giọng nói quyến rũ, ấm áp, xin mời hãy quay lại với tôi và chúng ta sẽ cùng hẹn ngay đi nào. Và anh Hùng đã nhận được 3 sự lựa chọn của Quỳnh Châu, Phương Trinh và Hà Thu. Châu á là rất là có concept trong ngày hôm nay là dịu dàng. Tôi quay lại để tôi ủng hộ chị Choli là anh này mà làm MC giới thiệu cho chị Choli hát là xuất sắc. Bây giờ Quỳnh Châu nè, Quỳnh Châu biết tại sao Thăng Bình cố tình xuống gạt cần cho bạn không? Theo như Thăng Bình biết là Quỳnh Châu cũng đang theo đuổi công việc MC và VJ, yeah, đúng không? Dạ. Yeah. Thì đây là người ta làm MC, người ta nói được rất là nhiều nhiều chất giọng tất cả các, yeah, miền luôn, thì nó quá là phù hợp với Quỳnh Châu rồi đúng không? Em cảm ơn anh. Ừ. Và em xin nói là khi mà anh nội tiện Huệ thì hẳn không phải cái tiện mà của mẹ em. Thật ra là nó nói cái dòng đó là cái dòng của Hà Tĩnh và Nghệ An. Thì em có biết mô nó. Tại vì em nghĩ là anh nội dòng Huệ số so, nên em nghĩ là anh nội sai số so em cũng không quay lại. Châu ơi, em đang nội dòng Huệ hả Châu? Em đang nội dòng Huệ. Mà răng chi nghe hàng đám nám mà giữa. Mà chính là dòng của chị, mà răng mà chị không quay lại ha. Em nghĩ là cái chuyện mà tụi em ngồi ở đây và tụi em quay lại á, nó chỉ là một cái đoạn để mà đi gọi là có duyên hay không thôi, còn quyết định vẫn là ở ảnh, nhiều khi ảnh đã có một cái quyết định sẵn từ trong đầu rồi. Quyết định của Hùng thì Hùng sẽ chọn về đội của Quỳnh Châu. Làm gì? Thank you.
Lời đầu tiên cho em thay mặt ba mẹ em gái em, dòng họ em gửi lời chào thân thương và dễ mến đến bốn vị khách mời đáng yêu và dễ thương cùng với hai anh chị MC. Em tên là Dương Anh Tuấn, em 24 tuổi, hiện tại đang là diễn viên. Và trước đây em có trợ diễn cho chị Phương Trinh Jolie. Em rất là thích cái bài này. Ủa mà tại sao lại chọn bài này vậy? Thực ra là mình không có thích bài này. Nhưng mà tại vì vì một lý do đặc biệt, có một người bạn đã đi xa. Bạn đó rất là thích bài này cho nên là mình quyết định đem bài này lên trên sóng truyền hình. Khi mà em coi anh múa và sau đó khi mà anh chào mọi người á, hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau. Cái lúc mà múa thì nhìn rất là nghiêm, rất là tập trung. Xong rồi cái lúc mà anh chào thì nhìn biết ông này rất là vui tính. Thì mình rất là ấn tượng ở cái đoạn đó. Và sau khi biết câu chuyện của anh nữa thì thấy là càng ngưỡng mộ hơn. Khi mà ai sẽ rất là hạnh phúc nếu mà có được một người bạn như anh bên đời. Tại vì rất là thương bạn của mình. Khi mà chị Châu phát biểu xong em thấy là giống như những gì em muốn nói. Bây giờ thì một lần để cho bạn hãy tự nghe theo cái ý kiến của bạn. Xem là bạn muốn kết bạn với ai hơn. Làm gì có ai thương. Hồi nãy gặp là quấn hết người tôi, bây giờ thì anh em cởi đồ ra. Anh đâu có người em đâu, em hỏi giùm á. Thì bây giờ em cởi đồ ra, thấy là phải cởi cái băng ra. Thôi vậy mình hẹn hò nhau luôn đi nha. Không, không được đâu. Anh có bị cận không? Có. Anh cận bao nhiêu độ? À, 2 độ em. Ê, em cũng cận 2 độ luôn, đo thử, đeo thử coi có được không? Chúng mình hợp nhau nè. Không, đeo thử đi, chưa chắc hợp đâu. Đó là biết là cùng độ rồi đó. À đúng rồi, anh quay cái từ từ. Anh có quan trọng con gái biết nấu ăn không ạ? Không. Ý là anh có thích nuôi con gì không á? Mình thích nuôi nhất con mèo. Em có thích mèo nữa. Và anh có bị sợ con nào không? Sợ không, con không sợ con nào không. Nếu mà được chọn giữa ở một mình với lại ở với nhiều bạn bè thì anh thích cái cảm giác nào hơn? Anh thích cảm giác ở một mình nhưng mà thích ra đường chơi với bạn bè. Em xin lỗi nếu mà em nhắc về người bạn cũ đó. Bạn đó là bạn thân của anh hay sao? Đúng rồi, bạn thân. Anh có thích mèo không? Thật ra là anh không thích mèo nhưng mà cũng vì một người bạn khác nữa mà anh đã phải đến một cái quán cà phê mèo và chơi với những con mèo. Em thì em nói từ đầu rồi đó, em rất là tin vào duyên số. Để giữ cái lại cái người mà đi với em tới tiếp những vòng tiếp theo, không phải là vì người đó hợp với em mà là vì em chưa biết nhiều về người đó, thì em mới phải giữ lại để em tìm thêm coi là người đó có đúng hay không. Còn người nào đã biết rồi chắc chắn người đó là bạn của mình rồi. Thì em sẽ rất là dễ để mà nói cái câu này là cho nói chuyện thì anh Hùng là người mà rất là hợp với Châu ở nhiều thứ, cả về nuôi mèo, cả về mọi chuyện. Em và anh Hùng đã tìm được tiếng nói chung. Chắc em xin phép anh là để em được tìm hiểu thêm hai người anh hai bên, tại vì em vẫn chưa biết rõ về hai anh ấy. Tiếp theo chọn của Quỳnh Châu, Phú Ca sẽ là người đưa ra những cái chủ đề và ba bạn sẽ là luân phiên nhau nói về cái chủ đề đó, nhưng chỉ được một câu thôi. Và chủ đề đó phải dính đến bản thân mình nữa nha. Các bạn hiểu chưa? Yeah, xem mình sẽ hiểu thêm một nhau. Một ngày tháng 10. 20 tháng 10 là sinh nhật của mẹ em. 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Là một ngày sau tháng 9 và trước tháng 11, nằm trong mùa thu và anh sinh ra ở mùa thu. Vấn đề tiếp theo, ngôi nhà. Ngôi nhà là điều quan trọng nhất đối với em. Gia đình. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vấn đề tiếp theo, thương nhất. Em thương nhất Lucy. Lucy là con mèo nhà em. Mẹ. Người mà tôi thương nhất, lúc nào cũng mong họ nhiều sức khỏe. Chủ đề cuối cùng, cười. 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 Lúc nào Châu cũng cười, nhưng cả khi buồn Châu cũng cười. Mọi người xung quanh mình không việc gì phải chịu nỗi buồn của mình. Mình phải luôn nở nụ cười với họ. Và đó là cái quan điểm sống của Châu. Tôi luôn mỉm cười khi gặp khó khăn. Em có thích một người mà cười tắt nắng nhanh không? Hồi nãy là em lại không chơi một cái trò chơi không, em không thể nào mà vịnh vào cái cớ thắng thua để mà mình chọn được. Tức là trong lòng em thật sự là hai người là sẽ là bạn của em sau này chắc chắn. Nhưng mà sau chương trình này sẽ có một cái buổi để mà em đi chơi với một trong hai anh. Em không có muốn là có một người bạn lại buồn một lần nữa nếu mà em làm anh ấy buồn ngay trên sân khấu, nên là em muốn được ở bên cạnh anh một bữa để mình nói chuyện hơn với anh Tuấn. Xin chúc mừng.
Thank you.